một con voi. Mà lúc đó là cái con voi đó là rất là hiếm, mà phải chơi rất là lâu, tích lũy đủ thứ mới đổi được cái con đó. Trời ơi, giống giống như bây giờ ở ngoài đời là tặng hộp xoàn là 400 ngàn đó, mà dám mua con voi tặng. Rồi con voi đó làm sao? Anh không nói gì hết, anh chỉ nói là anh tặng cho em thôi. Rồi em mới nghĩ nhầm, nếu mà mình tặng á mà mình kêu giờ em nhận á em là bạn gái anh, không nhận á thì trả lại anh, trả lại thì chắc không chịu đâu. Thế là phải chiêu chiêu là em đưa con voi vào trước, em kêu là thôi tặng em voi nè lấy đi, ok một phát là xong rồi. Là em mới nói chứ giờ em nhận voi, nếu như mà em đồng ý á là bạn gái anh á thì em cưỡi voi lên bay 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 đi hả. Còn nếu như mà em không chịu á em tự tay em cái vậy. Không bao giờ xóa con voi đó, đúng không? Thích quá trời, muốn gì xóa. Nhẫn luôn, nhưng mà im lặng cởi lên bay đi, xong rồi chắc lại là em đi nha. Em xa. Em đi nha. Tên là Thiện, năm nay em 26 tuổi, đang là nhân viên ở công ty VNG. Rồi, còn em? Em tên là Quỳnh, năm nay em 24 tuổi và đang là nhân viên công ty VNG. Hai bạn là đồng nghiệp, chắc là quen tình yêu của bạn là... công ty luôn. Dạ không, tụi em quen nhau từ lúc chơi game. Thì em là chủ một cái vui trong game. Trong bang em có một cái anh đó. Thì anh bữa đó anh mới nói là Thiện ơi, anh mới để bé này xinh lắm, cũng chơi game của mình. Bữa nào á thì anh dẫn mày đi gặp. Rồi mày cho anh lời khuyên thôi, cách nào để mà cua đổ bé này. À, tức là anh đó nhờ em tư vấn về cua bé sư đúng không? Dạ đúng, đúng. Cái bữa đấy là em đi học anh văn về. Thì anh mới alo điện thoại cho em. Anh mới kêu chứ Thiện ơi, mời được ra rồi nè. Giờ ra với lại anh đi. Thế là anh chạy ra quán cà phê thì gặp anh đó với mấy người nữa, với có vợ em ngồi đó luôn. Sao sao lúc đó gặp đứng rồi cảm cảm giác chán quá, chán người xinh quá. Là trong 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 game ta gọi là bị trưởng đó. Bị stun đó, bị stun. Anh nói thật là lúc đó là em mới chơi game hay là em đã chơi game lâu rồi? Dạ lúc đó là em đang làm cộng tác viên cho VNG. Em là người đi mời các bạn chơi cái game đó. Cho nên em cũng chơi chung với mọi người luôn. Về chơi mồi đó phải. Rồi vậy thì chắc chắn một điều là khi mà em ra em gặp em đứng hình bị stun với cô, với nhan sắc của cô này, thì là cái anh mà nhờ em tư vấn chắc chắn anh bứt cửa rồi đúng không? Dạ không, lúc đó thì em stun trong lòng thôi, em đâu có để lộ ra mặt đâu. Anh kia anh đến trước rồi, anh nhờ mình tư vấn rồi mình im lặng, mình giữ trong lòng đâu dám nói đâu. Và có chỉ bảo nhiệt tình cho anh không? Dạ không. Không, lý giải gì? Chị hỏi vậy thôi, rồi. Chị biết thường. Rồi, bây giờ nè, sao bữa đó rồi, có quyết định là tấn công không? Do anh kia đến trước, mình đến sau thôi, mình chấp nhận. Không có giật dạng như là giật bồ của bạn được. Cái xong rồi sáng hôm sau thì em thấy có dòng tin nhắn rủ anh ơi dắt em đi quýnh quái với, là của tin nhắn của vợ em qua cho em. Thế là em mừng trong lòng, nói trời cái này chắc khoái mình rồi, khoái gì ra. Sao em nhắn vậy? Dạ thật ra là lúc đó là em muốn nhờ mấy anh trong ban, nhưng mà mọi người chơi với nhau á thì người ta có mặt ti hết rồi, gần như là full rồi. Thế là em mới hỏi cái anh bạn của anh này, anh kêu là em rủ Thiện đi chắc là được đó, thì em mới chat qua thôi chứ em cũng đâu có ý gì đâu. Có nghĩa là để lên level thôi phải không? Dạ đúng rồi. Công việc tôi muốn là công việc thôi. Nói như vậy tức nghĩa là em là người tấn công trước tiên luôn. Đúng ra là do cái sự hiểu lầm đó thì em mới tấn công lên. Em cứ tưởng là mình tự tin để tấn công đúng không? Rồi là ATSM, ảo tưởng sức mạnh quá. Ủa, để anh học được cái đó. Rồi, cái cách tấn công của em chắc chắn nó cũng phải có dính dáng tới game ở trong đó. Thấy không? Tỏ cầu, tỏ tình sao? Cái bữa đó em mới quyết định là em bỏ cái bang em luôn. Em nhảy qua bên bang bên vợ em luôn. Bang chủ bỏ cuộc chơi á. Đó, bây giờ nên hỏi này, hồi nãy em hỏi là gì? Ảo tưởng sức mạnh hả? ATSM, còn riêng em, anh xin tặng em 4 chữ MG bờ bờ. Là mê gái bỏ bang. Em rồi cái lúc mà ổng mời bà bờ, em có biết rằng là ổng vì mình mà ổng bỏ bà bờ? Lúc đầu em cũng không có để ý lắm, tại vì lúc đó em đã có bạn trai rồi, em không có nghĩ gì hết. Thời gian sau mới bắt đầu tấn công dữ dội. Lúc đó là ở trong game thôi, thì ảnh hẹn em ra, anh kêu là anh có quà cho em nè. Thế là em mới đi ra, em thấy ảnh tặng cho em một con voi. Mà lúc đó là cái con voi đó là rất là hiếm, mà phải chơi rất là lâu, tích lũy đủ thứ mới đổi được cái con đó. Trời ơi là... giống như bây giờ mà ở ngoài đời là tặng hộp xoàn là 4 carat đó, mà dám mua con voi tặng. Rồi con voi đó làm sao? Anh không nói gì hết, anh chỉ nói là anh tặng cho em thôi. Thì anh bỏ lên thì em chấp nhận, em nhận thôi. Trời ơi, hàng lớn. Nhưng mà em chắc chắn là em phải có suy nghĩ đúng không? Phải có một suy nghĩ tại sao này muốn tặng con voi. Lúc đó chưa kịp nghĩ thì anh đã nói rồi. Nói gì? Cái lúc đấy thì
Nói chung là vô tính toán em hết rồi. Ồ. Cái này là gai keo đó. Là em dồn hết tài sản rồi vô. Đó là quyết tâm mua voi đó. Nếu như được con voi đó thì mình phải bỏ những cái gì? Là mình phải tốn vàng trong game. Thứ hai nữa là phải mỗi ngày đổi một tí. Đó, rồi em tổng hợp từ đó đến giờ em chơi bao lâu em dồn hết vô mới đổi được. Tức là nếu mà tính ra ngoài đời á, giá trị thị trường là nhiêu? Chắc cũng phải mấy triệu. Mấy triệu bạc. Rồi sao nữa? Cái xong rồi em mới nghĩ giờ nếu mà mình tặng á, mà mình kêu giờ em nhận á, em là bạn gái anh, không nhận á thì trả lại anh, thì chắc không chịu đâu. Thế là phải chiêu chiêu là em đưa con voi qua trước. Em kêu là thôi anh tặng em voi nè, em lấy đi. Ok một phát là xong rồi. Là em mới nói chứ giờ em nhận voi, nếu như mà em đồng ý á là bạn gái anh á thì em cưỡi voi lên em bay đi. Đó. Còn nếu như mà em không chịu á, em tự tay em xá voi đi. Chắc một điều là không bao giờ xóa con voi đó, đúng không? Thích quá trời rồi, ngủ gì xóa. Nhận luôn, nhưng mà im lặng cởi lên bay đi xong rồi chát lại là em đi nha ông xã. Rồi sao? Lúc đó là bắt đầu quen trong game, dạ, mừng lắm, quá mừng, quá vui luôn. Nhưng mà ở trên cũng chưa dám tấn công ở ngoài. Đến bao lâu thì em mới cho anh này cơ hội và quyết định quen nhanh? Một thời gian sau thì em với bạn trai em chia tay. Nhưng mà em cũng không có nói cho anh biết. Tại vì em biết nếu em nói ra là bắt đầu anh sẽ tấn công dồn dập. Em con voi nữa. Nhưng mà anh cứ hỏi hoài em với bạn trai em giờ này sao. Xong cái sau anh phát hiện ra cái bắt đầu tấn công rồi tỏ tình các kiểu là bạn gái anh nha này nọ. Thì lúc đó em mới đồng ý. Rồi quen nhau là vợ em đẹp vậy em có sợ mất bà xã không? Dạ có chứ. Rồi em giữ bằng cách nào? Em kiểm soát cũng hơi chặt chẽ xíu. Ảnh ghen lắm luôn á. Quen với ảnh sao em biết ra đường mặc đồ mà ví dụ như em mặc áo ba lỗ đi hoặc quần sọt đi là không cho đi luôn. Giờ em phải đi vô thay đồ đi mới được, không mà đứng đó hoài luôn, nhất định không đi. Mặc quần dài, áo có sơ mi có tay rồi gài lên tới cổ vậy nè. Đi đâu cái bạn bè em hỏi trời ơi sao giờ này em ăn mặc gì kỹ vậy? Hên là em ở Việt Nam nha, chứ em ở cái miệt mà trung trung á là coi như bịch luôn đó, còn có con mắt. Ủa mà sao cái này em lại cái này tự tin như vậy? Mình phòng bệnh anh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Sao bữa nay ăn mặc đó là quá sexy rồi. Bữa nay lên truyền hình anh cho mà. Vậy là cả nước thấy luôn rồi. Đó, đó. Có được không? Coi từ sau bữa nay phá lệ luôn đi, thấy chưa rồi. Không, thấy từ ra nó bớt rồi. Em đã có mẹ chồng em vẫn thấy em. Là mẹ chồng em nói con cứ mặc đi, kệ nó, để đó mẹ. Ủa vậy làm bởi vậy bây giờ em mới được mặc đồ như vậy nè. Tại sao mẹ chồng em lại đặc biệt như vậy? Thứ nhất là mẹ chồng em rất là modern, rất là dễ thương, ăn mặc cũng rất là đẹp. Thứ hai là hả, mẹ chồng em từ đầu đã nói với em là mẹ thương con lắm. Mẹ thương con nhất là tại vì lấy phải thằng chồng như vậy. Giống ba luôn. Trời ơi. Tại mẹ em á cũng bị cái cảnh giống vậy. Áp giá từ ba em cũng vậy. Ồ, hồi xưa ba cũng áp dụng với mẹ y vậy. Có nghĩa là cái kiểu này là giống như là ghen có ghen. Coi như mẹ chồng là hậu thuẫn rồi. Mẹ có mua đồ cho em? Dạ có, mẹ cũng mua toàn là quần sọt với áo ống không à. Rồi mỗi lần mặc vậy chồng em có dám ho hé vậy? Dạ không, sao dám nói. Nó nghe nè, ngồi chị thì bao lâu rồi hai bà mới lấy nhau? Gần 3 năm. Vậy thì sau khi mà đám cưới thì chắc chắn các bạn sẽ có những sự bất ngờ về người bạn đời của mình. Trước tiên hỏi em, em thấy vợ em có cái gì mà khác biệt hơn so với lúc mà yêu nhau? Lúc yêu thì đẹp lắm anh. Cái gì cũng hoàn hảo trong mắt em đó, mà cưới về có lòi ra mấy cái. Lòi mấy cái? Lòi có mấy cái à? Cái gì vậy? Thứ nhất á, không có biết quản lý chi tiêu tiền bạc. Là hả, mà cầm tiền trong tay á là 100.000 cũng hết, 1.000.000 cũng hết, mà thậm chí 5.000.000, 10.000.000 cũng hết. Mà lúc nào cũng có cái lý do rất là chính đáng đối với em á, không thể nào mà em nói được. Là gì? Hay chỗ đó. Thì đúng rồi anh, thì ví dụ như đi chơi với bạn bè cũng phải trả tiền. Chả lẽ bắt người ta trả hoài thì xe nhau mà đúng trả rồi. Thôi. Rồi thí dụ như tới ngày lễ gì đó thì em đi mua quà tặng cho chồng. Sẵn em mua cho em luôn. Dạ. Chính đáng không? Chính đáng đúng không? Hả? Ủa gì? Em là người quản lý chi tiêu đúng không? Dạ, đến thời điểm này thì em phải có biện pháp là như vậy. À, trước đây là... Trước đây là vợ em. Bây giờ cũng khuyên em lên ngôi rồi. Bây giờ hỏi em nè, ông chồng em có thật xấu gì? Trời, thay đổi. Kể hết đi em. Xanh xạch luôn anh, rất là ngạc nhiên luôn. Lộ hết mặt ra.
hồi lúc trước nói chuyện với em thì cứ kêu là em ơi em sao em nói ít quá vậy, em nói chuyện với anh đi thế này thế nọ. Về nhà thì sao em nói hoài vậy, sao em nói nhiều quá vậy, em đừng nói nữa được không? Thế bây giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm hơn. Ủa nói gì chồng em quan tâm à? Không phải, có nghĩa là theo như cái ảnh nghĩ á, như vậy đã là ảnh rất quan tâm em rồi. Nhưng mà theo như em nghĩ thì như vậy là vẫn chưa đủ. Ví dụ như ảnh chỉ nghĩ trong đầu thôi, em không hiểu được. Như những chuyện bình thường như mình phải chia sẻ với nhau, nói chuyện với nhau. Hai vợ chồng lâu lâu cũng đi chơi, cũng giống như là hóng nóng tình cảm chứ không phải là cưới nhau rồi xong cái cứ đi làm, xong rồi về nhà, xong cái đi làm, xong về nhà, cứ vậy hoài. Em thấy không? Bao nhiêu cặp thì bấy nhiêu cặp, các bà vợ đều có một cái mong muốn là chồng nên quan tâm tới mình hơn một chút nữa. Có nghĩa là cái yếu tố tinh thần ở đây rất là quan trọng, rất là cần thiết trong cái quan hệ vợ chồng. Nói đúng với từ chuyên môn, quan tâm sâu sắc hơn. Thế còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là hãy biết chi tiêu cái tiền. Gọi là đúng biết chỗ. Chi tiêu, quán xuyến, quản lý cái quỹ tài sản của gia đình một cách hợp lý. Sau này còn phải để dành tiền cho em bé nữa. Thực sự hai bạn này á, kể xấu vậy nhưng mà thấy cả hai người đều gọi là có một cái gì đó rất là mãn nguyện trong cái cuộc sống hôn nhân hiện giờ, đúng không? Dạ. Yeah. Em là may mắn là em được mẹ chồng cưng là thế lực lắm đó nghe. Yeah. Còn em á là em đã sở hữu một cái bông hoa quá là nhan sắc như thế này thì ráng mà giữ. Yeah. Đúng không? Yeah. Chết rồi chị nói vậy, chết em rồi. Thật sự á, bây giờ em đã nắm được cái bông hoa này rồi. Cái quan trọng là em nắm được cái hồn. Gọi là giữ cái hồn, phần hồn với giữ phần xác một chi. Xác giữ rồi. Sở hữu chứ không giữ. Chúc hai bạn luôn luôn lúc nào cũng vui tươi. Và mau chóng có một em bé để cho vui cửa vui nhà bà. Dạ em cảm ơn chị. Em là Nguyễn Phan Duy. Em đến từ Bắc Ninh. Và hiện giờ em đang kinh doanh tại có một cửa hàng kinh doanh về đồ điện. Là em bao nhiêu tuổi rồi Duy? Dạ năm nay 28. 28 tuổi rồi, dạ. Nhận đồng hương ở Bắc Ninh nè. Còn em? Dạ, em tên Phạm Lê Lài, em là chuyên viên tuyển dụng. Em cũng cùng tuổi với ảnh, 28 tuổi. Thế thì hai em gặp nhau trong trường hợp nào? Cái duyên đi, đầu tiên là làm cái thiệp từ thiện từ đĩa CD bỏ đi. Mình sẽ làm thành cái tấm thiệp Giáng sinh. Và anh chàng này thuộc cái khu, cái khâu là viết chữ. Thì mình là cho ban hậu cần thì chăm sóc các cái thành viên trong cái đội thiệp đó. Thì ấn tượng đầu tiên nhìn thấy anh này là mặc áo sơ mi trắng, đóng thùng, nhìn rất là thư sinh, rất là đẹp. Còn nhớ mãi là tối đó về nói với chị là chị ơi, em gặp được một cái bạn cực kỳ là đẹp trai. Bạn này có ấn tượng với bạn này không? Cái lúc ban đầu gặp nhau trên đó thì cặm cụi làm thôi, mình viết làm sao để cho kịp cái dự án này. Thì khi mà viết xong thì lúc về thì chỉ có trao đổi nhau cái nick Yahoo để liên lạc thôi. Có nghĩa là khi em gặp bạn này là em đã ấn tượng liền rồi? Không thì cũng là bạn, em chưa có ấn tượng. Chỉ là bạn thôi đúng không? Dạ, chỉ là bạn bè rủ nhau đi chơi thôi. Thì đến lúc em trở về thì gần đến nhà thì em có thấy bạn ấy là có đưa tay lên vai em. Và em mới cầm đưa cái tay, đặt tay của em lên cái tay của vợ em. Thì lúc đó thì hai trái tim bắt đầu mới cảm thấy rung động. Rớt ra ngoài luôn. Anh hỏi thật lòng nghe, đến lúc mà yêu nhau đó, cái quan điểm của em như thế nào về cái đẹp của người phụ nữ? Thực ra thì cái quan điểm của em thì nó cũng rất đơn giản. Rồi em chỉ nhìn về cái đẹp, vẻ đẹp và sau cái ánh mắt của người phụ nữ. Có nghĩa là lúc đó là em không hề ngại vợ em là nếu mà em nhỏ con về mà em lấy vợ em mà mốt mà về có chuyện gì á, một phát một là em gãy đôi không? Có bao giờ em suy nghĩ điều đó không? Thực ra thì em cũng không có cái ý nghĩ tiêu cực như thế. Nhưng mà sau này nhiều người ta gặp gỡ vợ em đi thì người ta cũng có cái... Tất nhiên là dư luận thì bao giờ cũng có sự tác động. Mới đầu thì mình cũng bị chao đảm một chút, nhiều người nói ra nói vào. Nó ra nó vô là vợ mày này nọ. Rồi nhưng mà sau này thì mình trấn tĩnh lại thì không vấn đề gì. Nó tùy theo cái gu thẩm mỹ nữa. Có nhiều người đàn ông họ thích người phụ nữ phốt phát. Em nghĩ là trong mắt người tình thì xuất tay thi thôi. Tại vì em thì thấy bạn này đẹp như vậy á. Mà em đưa hình về cho chị em, cho mẹ em, cho mọi người coi nói xấu quá rồi, ông nhờ ông nhách rồi. Của ai mới thương ai đó. Cũng to hết trơn á. Không có giống nhà mình gì hết. Được, anh nghĩ gì là nó mới đẹp. Bao giờ cũng vậy, người ta vẫn thích số 10 hơn so số 9. Mà trái thương ảnh cái chỗ là ngoan hiền á. Rồi, nó nghe là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? 7 năm rồi mới cưới.
7 năm. Dạ. Dạ không, mà thật ra là 5 năm chỉ là bạn bè bình thường, không có gì hết. Thì sau đó 2 năm quen nhau chính thức là 2 năm 3 tháng 26 ngày là. Nhưng mà trước khi cưới thì hai em có gặp phải những cái vấn đề gì không? Nhà anh bắt em giảm cân. Cái em nói thì nhà anh bắt hay là ảnh bắt? Thì ảnh cũng bị tác động luôn. Cái em mới và cô này bắt em tăng cân. Giận. Em mới nói là ủa hồi xưa anh quen em đã mặc vậy rồi, tại sao bây giờ phải ốm mới cưới? Cái em mới nói là giờ thôi anh tăng đi, anh tăng bao nhiêu ký em giảm bao nhiêu ký. Tỷ lệ thôi. Nếu mà anh tăng cân khó thì em cũng vậy á, mà anh thích một cô vợ đẹp nhưng mà không có vui, hay là anh thích là có thể là hình thể hơi mũm mĩm một tí nhưng mà em rất là vui vẻ, rất là tràn đầy hạnh phúc, rất là tràn đầy năng lượng thì sao? Gọn trả lời sao? Cứng họng luôn. Cuối cùng vợ em không giảm cân thì bên nhà em có chịu không? Cuộc sống của tụi em thì do tụi em quyết định, đâm ra là mọi người cũng em không có bàn tán thêm gì nữa. Phải chịu luôn. Mà thật ra nhiều khi bố mẹ không nói, chồng làm bộ á. Nhưng mà ngại á, làm bộ bố mẹ anh nói em phải giảm cân đi. Rồi sau khi đám cưới thì có phát hiện ra chồng em những cái tính xấu gì không? Ô nhiều lắm, hay hứa hẹn lắm. Okay. Rồi ngoài đó ra thì anh này có phải là người mà hay đi chơi hay tiêu xài? Dạ không, tiêu xài thì chắc không. Nhưng mà trong gia đình em á, ai là người nắm kinh tế? Cái tiền lương của em á là sinh hoạt chi phí cho gia đình, còn ảnh á là có cái phần tụi em mở tiệm thì phải có vốn, thì ảnh sẽ xoay cái phần trả tiền nợ cho mở tiệm đó. Thì em muốn phải có một cái quỹ dự phòng. Mà đợi hoài luôn, 3 tháng sau cưới ở chung bố mẹ cũng không có, 3 tháng sau khi ra riêng mở tiệm cũng không có. Nhưng mà cuối cùng thì cũng có một lần anh đem về được 15 triệu. Trời ơi, chưa giờ em cảm thấy cái hạnh phúc của người phụ nữ cầm tiền của chồng mình đem về. Trời mừng hết lớn vậy đó. Mà đây là cưới nhau được mấy năm rồi, 2 năm? 6 tháng. Dạ. Là em đem về được mới có 1 lần tiền thôi hả? Em rất là sợ là chồng em cho người ta mượn hoặc là nhậu nhẹt hay sao đó hết tiền. Cứ lúc nào cũng hết tiền là không được. Nhưng mà có khi nào mà khiến em bực dọc và hai vợ chồng phải tranh luận và phải cãi vãi với nhau? Dạ. Về vấn đề tiền bạc á, đã từng nổ bùm một cái rồi. Nổ sao đâu. Đến độ mà nói rồi cãi cự cãi với ảnh, rồi xong rồi ảnh còn thét lại mình nữa. Mà không chịu được, thế là ngồi cứ khóc mà không dứt được. Mà ảnh tất cả đi ngủ rồi. Cái viết thư 5 tháng là 5 lá thư, 5 trang. Ghi rõ ra là em không bằng lòng cái gì. Thực ra thì em cũng là một người thích hành động hơn là nói nhiều. Giả sử vợ có hỏi thì cũng giải thích được như vậy. Còn khi mà có vấn đề gì đó thì vợ nên từ từ tâm sự. Chứ mà đang có chuyện gì đó bực dọc hoặc là người khác mà vợ làm cho một tràng vào tai cái là coi như là lúc đó là không nói gì hết. Và chỉ có im lặng. Đó là về chồng, còn vợ em á, có nhiều những tính xấu gì không? Khi mà lấy nhau về mới phát hiện ra. Có cái tính xấu là hay nhõng nhẽo. Nhẽo thì cái đó không phải xấu rồi. Cũng mừng đó, cũng mừng nhõng nhẽo, mừng nó còn hơn là với thân hình này mà về là tiếp mình đó. Chứ thường cẳng chân hạ cái tay là em tiêu đó, thì nhõng nhẽo là ok, cái đó là tính xấu. Rồi gì nữa? Vợ bớt nóng, khi mà em ít chia sẻ thì cũng biết khai thác một chút xíu. Thì khi đó thì cái mọi thứ nó trơn tru. Em cũng muốn chồng em chia sẻ nhiều hơn. Cứ để tự hiểu không mà khó hiểu lắm. Rồi. Nói không thích thì nói là không thích, nói thích thì nói là thích. Hiểu rồi. Thích giờ... thì nói hơi bị thích. Giờ cái cặp này á, là cái vấn đề mà cản trở tụi em nhất á, là vấn đề mà về vùng miền á, phong cách sống á. Chồng của em á, là người đàn ông ở quê hương Quan Họ á, thì nói thiệt với em á, là lãng mạn thì rất là lãng mạn, sống nội tâm nhiều, muốn người ta đón ý, tức là không có thích nói mà phải mong muốn rằng á, phải hiểu là tôi muốn gì và thích làm những việc lớn, thậm chí là liều lắm á. Đó là tại vì đồng hương chị mạnh dạn chị nói ra. Thì ảnh liều lắm á, mở tiệm mà đùng cái nói anh sang tiệm rồi nha. Mà em hỏi câu đầu tiên là tiền đâu sang tiệm. Đó chị nói là rất là liều, đó là thích làm việc lớn và luôn luôn muốn là mình phải là người trụ cột trong gia đình, lo lắng được cho vợ con, mọi thứ được chu toàn. Nhưng mà ngược lại vợ em á, lại là cái người rất là bộc trực, có nghĩa là tính tình rất là hào sảng, là đúng đặc trưng của người Nam Bộ luôn. Và hả, bực là phải nói chứ không có để bụng được. Giống như anh muốn cái gì anh nói luôn đi, đừng có để tôi đoán cái mệt cái kiểu vậy đó. Còn hay vô cái cơn tôi đang lên nè, tôi bực là tôi phải nói thôi, tôi không nói tôi chết. Như vậy thì thời gian tụi em về ở với nhau đó, chắc chắn những cái tính cách đó, những cái lối mà lối sống đó nó sẽ phải đụng chạm. Đó thì chị mong rằng là tụi em sẽ tự cọ sát với nhau để mà tìm ra được một cái tiếng nói chung trong cái cuộc sống vợ chồng.
chứ còn chị thấy là vợ em quá yêu em. Nhìn cái cách nói chuyện, nhìn nó nói về chồng là vợ em quá yêu em, nhưng mà ngược lại chồng em cũng rất là yêu em đó, cứ điều anh không nói ra thôi. Rồi thôi bây giờ đêm nay nói tới luôn đi nha. Thôi bây giờ thì ta có một cái kết đẹp đi đó, ôm đó, cái đi. Ừ đó, rồi. Cái kết đẹp để mà gọi là hòa nhập hai văn hóa vùng miền với nhau. Rồi hành động nghe hai chồng luôn, vui nha, rất điềm đạm luôn mà hiền lắm nha, mặt hiền mà hai chồng này có chắc phải có cái gì đặc biệt nè, có một cái gì đặc biệt mà sợi dây liên đới nào đó từ kiếp trước tới kiếp này mới vô cái cụm đầu, cái cụm đầu hay quá chị đó. Ơi mình phải khám phá rồi chị ạ. Thôi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, thì em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. À, có nghĩa là Thành. Ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là KCS, em tới kiểm tra. KCS chất lượng về thực phẩm. Dạ. À. Ừ. Ê, đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao, xử phạt hay không? Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty. À, dạ, kiểm hàng cho công ty. À, rồi, ok. Rồi mời em Thành. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên, em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. À. Em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị? Thành. Tiên. Tiên. Thành Tiên. Đó. Trời chồng ơi. Này là. Hai chồng này chắc ở đâu tới nè, đúng không ạ? Đó kiếp trước là cũng có dướng díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á. Đúng không? Dạ. Kiếp này á, là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á là có kiếp nữa là trở ngược lên á, Thành Tiên mà. Tại vì bây giờ là thành nhân rồi nè. Ở nhưng mà tên là Thành Tiên. Tên nữa. Là Thành Tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa. Hay quá chị bạn, hay quá chị Một ơi. Bạn hay không? Chị bạn giống như là chị biết trước hay sao á. Giống như chị biết trước. Để coi hai người này phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp hoặc nhau là trên núi Tây Ninh. Trên núi, rừng núi. Cũng có thể là rừng núi. Không, này cái này mình nói mình đoán, em đoán ra mà, đúng không? Nó có một cái gì đó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này hồi đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh. Và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng không? Dạ không. Rồi thôi em bỏ nghề đi, mệt quá. Làm ông mụ thôi. Ừ. Đâu hai đứa quen nhau sao, đâu kể mọi người nghe đi cưng. Dạ lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. Gặp nhau ở đồng bằng chứ không phải là trên núi nha. Gặp nhau ở Sài Gòn. Hồ Chí Minh là đồng bằng. Đúng rồi. Nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng đó, ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng đó, phải giỏi đúng không? Rồi gặp nhau ở trong trường là hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Dạ không, học khác trường. Khác trường. Cái này của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Ừ, tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Dạ, gặp nhau tại vì tổ chức họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. Cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Dạ. Rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên có ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm anh. Cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Dạ. Tại hồi đó em làm ban đại diện á, cho nên là em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi. Còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. Dạ. Rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành, là có người bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên. Dạ. Thấy bạn sao? Có ấn tượng gì bạn không? Dạ, lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn, dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Dạ. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn. Là bà Tiên tròn do. Dạ. Ừ. Em thích luôn. Em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì chú nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu gì. Tại sao vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó hình như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu.
Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn, bạn vợ. À, hiểu rồi. Tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Nhưng dạ, mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. À. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. À. Dạ. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em dạ, là cách nhau 4 năm. Dạ đúng. Có nghĩa lần đầu hai đứa coi như là gặp em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó dạ, là tính ra hai đứa rồi, cũng gặp nhiều nhau nhau nhiều lắm á, nhưng mà để, em không để, có để, biết bạn đó thôi. Nãy bà Tiên mới kể coi đâu chị Tiên kể coi. Dạ. Tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. À, nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm, nhưng mà tại em không có biết chồng em, tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp, cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa, em cũng không biết nữa. À. Dạ, chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm. Chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu. Em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em. Hồi đó là em, hồi đó là ngày thứ bảy. Dạ, em về dưới nhà em chơi xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không. Em lỡ kêu được rồi. Mà em đi lên xe, em đi lên đây, em suy nghĩ là có nên gặp không. Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không được, kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh. Em hỏi anh đi tới đâu rồi. Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi. Mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi, rồi khi mà dạ, gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn? Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao? Bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao? Em ấn tượng gì? Dạ tại lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng. Dạ nên là với cũng biết trước rồi, tại có để ý vợ trước đó. Có nên nghĩa là em gặp, là em thấy thích vui. Bạn đúng dạ, không em thích bạn Tiên đó, nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ đúng đó. Không gì cản nổi đó đúng không? Dạ kiếp, nhưng kiếp trước có nợ nần, kiếp trước có nợ nần thì đảm bảo em chắc đi vô hái đầu mà tiên bạn đó. bạn này hái tức là cái trái đào nó chưa có chín. Ở trên Tiên phủ á là chưa có chín cho nên hái không được, mà ông ham đâu có, ông ham ông hái ông mới bị đầy xuống, hiểu chưa? Ông bị đầy xuống cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi, bà đâu có gắn ngược lên cây nữa, rớt bà xuống, bị đầy xuống luôn, rớt xuống luôn, rớt xuống rồi, rồi ra. Ông Thành này là ông cứ đi kiếm đi tìm. Trời, đi kiếm đi tìm quá. Đi kiếm chị nói giống như đúng rồi vậy đó, cho nên bà Tiên mới đâu có ấn tượng gì hay, mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng. Để rồi gặp là dính luôn. Ly kỳ quá. Ly kỳ, đó. Ly kỳ luôn. Rồi nhưng mà nè, trong cái lúc mà gặp nhau vậy đó là ảnh có nói chuyện nhiều không? Có cởi mở không? Hay là dạ, rụt có. Nè? Ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á. À. Dạ. Đó. Rồi sau cái lần đó thì đúng bao rồi, lâu mới yêu nhau? Sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu? Không, tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi. Vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà dạ. Có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi hả? Dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn. Dạ. Đúng không? Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nói không ấn tượng gì hết trơn. Dạ thế đó con cũng biết rồi. Dạ, biết luôn. Chắc là hiểu hoặc hay sao á. Ừ. Rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu mến mến anh này? Dạ chắc cũng phải nửa năm hả chồng hả? Ừ. Không. Không. 3 tháng à, dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á, bạn em chở em về mà bị tái xe á, chứ xong em vô bệnh viện, chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em, là lúc đó là em mới có cảm tình, em thấy anh này hiền nè. Đó, cái lúc đó đó, tôi nói ông này nợ bà này, nợ đó, đi hái trái mà hái bậy á,
ta chưa chín mà ông hái đó. Đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xuê lắm, nó tốt lắm mà xuống này. Xuống đó. Thì á là trả lúc thôi. Đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Dạ. Hai đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Tại đúng lúc không? Đó em cũng không có biết, nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này, do đó không biết tính tình ảnh ra làm sao. Nhưng trong cái thời gian nằm viện á, ảnh chăm sóc em đâu á, thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Ừ, tính tình. Dạ. Lúc đó ảnh làm gì cho em? Săn sóc hả? Ừ, săn sóc kiểu gì? Đút cơm cho em ăn. Nấu đút cơm hả? Dạ. Rồi tại hồi đó em bị gãy tay này nè. Chứ rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu anh đem lợi cho em? Dạ. Mua với căng tin đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện hay là có về nhà chăm sóc nữa không? Dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu ảnh cũng xuống ảnh thăm. Từng xuống dạ. Lần. À. Lần dạ. Đó vốn liếng mất nhiều không? Dạ cũng nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. Thấy chưa? Tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này. Nhưng mà gì nè? Cái duyên cái nợ là vậy đó. Không, như vậy nè. Coi như là chăm sóc mà lúc đó tại vì em đang là sinh viên hay là đã đi làm. Dạ lúc đó đã đi làm. Đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không? Dạ. Mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở người đâu rồi coi như là chi phí tất cả mọi thứ rồi. À lúc đó không? Là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này. Dạ, ở đúng trong bệnh viện luôn. Ở trong bệnh viện luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi á thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó. À cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn á nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc. À mướn khách sạn để chăm quá sóc chị cho ơi. Vợ dạ. Trời ơi mà bao lâu? Dạ chắc khoảng 4-5 ngày. Trời 4-5 ngày là cũng 4, tiền không? Bộn nha, một ngày là cũng 250. 4-5 ngày cũng triệu mấy đó, bạn giỡn nha. Chưa tiền ăn, tiền uống, đó, tiền thuốc, tiền thang đúng chăm không? Chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bùng cháy không? Tiên, cười kìa. Không Tiên? Đó. Lửa có trong gần... khách sạn mà, chăm sóc quá em. Lửa gần rơm rồi có bị cháy không? Dạ, nó bén một lần, thà là lần thứ ba chứ nó bén luôn. Là bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong khách sạn không? Đúng không? À, như vậy là trong đó luôn phải không em? Lần đầu tiên của ai đó. Là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ. Đúng không Thành? Dạ. Trước đó cũng có đi chung nhiều lần tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có. Không có bén. Chưa bén. Dạ. Chưa có cháy. Lửa, chưa có bén. Đúng dạ. Không? Ông gan thì tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? À. Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi. Đúng không? Dạ. À. Rồi, như vậy là gì? nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì? Gãy. Chà như vậy chắc cũng khó vất vả lắm mà đúng không? Dạ, dạ. Cái lần bén nó chắc vất vả với em lắm đúng không? Dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Sao thích? Sao thích vậy? Tay chân ngay đơ gì có gì? Tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được đâu? Tại có cảm giác mới. Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà ảnh đòi ảnh gợi ý đó. Dạ. Em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. À. Lần đầu tiên em từ chối. Anh từ ơi, chối. Em đang bị thương mà sao? Đâu, đúng rồi. Để Tiên kể. Đúng kể, rồi. Từ đầu đến cuối chị nghe. Là ngày thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy á đòi á rồi em từ chối đó rồi nó làm sao? Lần thứ nhất á trong cái đêm đó luôn. Ừ. Lần thứ nhất á thì có đòi. Ừ. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu, ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị, đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút, lại dậy nữa, lại đòi nữa. Chà, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em nằm muốn làm gì làm đi. Là đêm đầu tiên là đấy rồi. Dạ, không. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là ông cứ xào quần hoài á. Rồi hoài đến lần thứ hai là em mệt mỏi, em nói tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Ừ. Rồi cuối cùng mà thấy cũng công. Thấy cũng thích thích thấy được. Thấy được. Nên để luôn. Ờ để luôn. tay đau rồi kệ đó đúng không? Sao Thành? Cái cảm giác sao rồi? Dạ thích. Thích đúng không? Dạ. Thương rồi mà, cái đó là cái người mình thương mà. Tại vì không? Trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Rồi, như vậy nè, bây giờ quay lại
anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó, là lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước? Thì đó bên đây ta tỏ tình rồi mà. Ai là người? Ừ. Nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, dạ, là em có sàm sỡ gì không? Ví dụ đi chơi ha, khoác ôm eo nữa, hay là hung, hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm việc đó không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong trong người? Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Mà dạ, ôm eo rồi. Dạ ôm eo. Là đi bên đường đó phải không? Đi bên đường cái thọ tay qua ôm đúng không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ em chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không, để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được đâu. Duyên nợ rồi, không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng cũng phải thành Tiên. Không. Nếu như mà người khác đó là em đã ấy ra rồi mà sao? Không, cái dạ, nợ cái nần rồi. Nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Rồi dạ, sau đó cái nụ hôn đầu tiên đó thì là có làm luôn không? Hay là bữa khác? Dạ bữa khác. Bữa khác sau đó bao dạ, lâu? Sau cái vụ mà khoảng... eo là bao lâu? Cũng trong đợt đó luôn thì khoảng mấy ngày. Mấy ngày sao? Thôi. Dạ. Cũng phố đi bộ luôn hay sao? Dạ không, ở... hồ bơi. Chà, hai đứa đi thì bơi là thành hả? Công rồi. Hôm nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Rồi lần thứ hai á là nụ hôn là dưới nước. Dưới nước. Đúng không? Rồi. Rồi cái lần thứ ba là khách sạn. Non cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một. Cái gì chị bàn cũng được chứ. Chị nói là thì sợ kiếp luôn trước, kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó. Như thành, đó ứng thành người rồi đó, nha. Có kiếp thôi. Nữa là hai đứa là ở trên trển là cũng vẫn ở chung chắc, nhau đó. Chắc hôn nhau ở trên cây đa, ở trên cung trăng đó, ha. Giỡn, rồi thôi bây giờ nó như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá đó, lấy nhau quá đẹp. Khoảng 3 tuần nữa là được 5 rưỡi đó. Ông chồng có, nhớ hết tí chưa? Có tin vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. Ủa mà em có muốn tin vui liền không? Dạ muốn. Dạ, muốn đúng không? Rồi chút đi anh chút nghe. Dạ. Rồi tật xấu trước đi rồi chút anh Bin anh chút cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông chút là ngon ạ. À. Trời ơi, mới đây nè, mới một tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời anh ơi, em chút một cái em dính liền luôn. Trời mà em nói em chút nó có đứa con gái không? Có đứa con gái. Trời ơi, ông mụ luôn đó. Yên tâm đi. Báo tin. Nha. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ nè, tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Rồi. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước. Anh ngủ trước là em sẽ đánh ảnh dậy để em ngủ, xong rồi ảnh ngủ, muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ xa đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Sao ông dạy vậy ông bỏ đi ngồi nhà. Rồi nhà rồi ví dụ có chuyện gì, ví dụ vợ gọi thì sao được đây. Đúng không? Dạ tại tính đi ra ngoài xíu thôi đặng cho vợ xả bớt xuống, dạ, rồi thôi mới quay được lại. Giận dỗi hay bỏ nhà bỏ điện thoại? Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn. Dạ đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy, kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai mà đi bộ. Rồi. Giận dỗi hơn. Dạ em hỏi đi bộ chừng tàu tới, kêu 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không, đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Dạ. Giả bộ vậy ra thôi. Ngoài thôi. Giả bộ, giả bộ. Ghế đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới, bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không, không có đi mấy ngày đâu anh. Dạ, thí dụ đi khoảng tầm chắc 1.5-2 tiếng à. Em đi kiếm chứ. Chắc ổng lang thang ngoài công viên á, chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê. Tại dạ, đâu có tiền đâu uống cà phê. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi. Dạ đâu có tiền đâu. Dạ, cũng không có xe, cũng không đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sổ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà
Thí dụ như mà không vui hay là không được ý là ngồi sụ giống như em bé vậy đó. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mà cái con mắt của em nó xệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi, đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, nhưng mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó xệ tới cái nào luôn. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh, tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống với hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Đấy, lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mặt luôn. Mặt vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi buồn thì quá. Muốn chi buồn. Đôi mắt xệ cực quá. Đó. Đó. Rồi. Tiếp tục còn gì nữa không nè? Dạ thật xấu á, thật xấu á. Thật xấu á. Dạ chưa nghĩ ra được nữa. Vậy mà nãy nói trời thật xấu ổn nhiều lắm. Ờ. Đó. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà, chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Đó rồi giận thì hay bảo nhà đi nè. Đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. Cọc lóc. Điện thoại đi chứ, nhiều khi đi ngoài công viên nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện cho vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi đi con. Đúng không? Nghe rút kinh nghiệm lần sau giận được. Giận bỏ nhà đi được, tức là không phải lúc cãi nhau á. Mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra bước ra khỏi nhà để hại chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo. Để lỡ có gì á, vợ nó còn điện, ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện, đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Rồi bây giờ tới ông Thành đó. Đó, ông Thành kể thật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ, vợ thì có hay hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ. Rồi, nóng tính. Dạ. Nóng nhất thì làm gì? Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ không, tại hai vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là vậy đó hả? Dạ, chửi là... chồng, cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Ví dụ như la, cầm ràm thì được, nghe câu chửi chồng này nặng lắm nha, lớn lắm đó nha. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ. Em không có chửi dữ đâu, em chỉ... Ví dụ là em chỉ cái đôi mà nặng nhất của em làm chửi. Em chỉ nói chung là em... Nói dài thôi chứ em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Lèm mềm á phải không? Lèm mềm nó hoài, nó nhây nó nhưa đó phải không? Dạ đúng rồi. Đó, phải còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó hả trời? Má cái mặt như ông bụt vậy. Ừ, còn sao nữa nè? Tiên này là Tiên ngủ canh giờ, cái lò luyện đan á. Bây giờ á, Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? Dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ. Cái đó chỉ muốn nhất là cái đó thôi. Muốn nhất là cái đó đúng không? Mong muốn là bớt nóng tính lại. Với vợ còn một cái tính nữa. Còn tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ, ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Còn nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước thì hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều, còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không có làm không có làm để vợ nổi điên lên nữa. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ghen chuyện gì em phải có như thế nào thì mới ghen. Dạ không, chứ chỉ giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái cái bấm vô like á, like dạo đó đúng không? Dạ. Thấy lai dạo cái là ghen. Không, tôi vậy tôi cũng ghen nữa. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu. Đâu biết người ta là ai đâu mà đặt lai là dạo. Không, người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ đúng có rồi. Có biết không? Dạ có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết? Dạ hồi đó giả bộ ghen thôi mà anh tưởng thiệt á. Chứ thực là chứ không, không ghen đúng không? Tại bà kèo trên mà bà Tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm gia vị đúng không? Dạ bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ em muốn cho em thay đổi là ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm. Cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là khó bệnh lý mày. Rồi cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng mà bớt ngáy. Em phải đi khám tai mũi họng.
để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở cái trong cuống họng mình hay không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo, là ngáy, ngáy dữ lắm. Thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị, polyp ở trên trên mũi. Thành ra mổ lấy nguyên cục ra luôn. Đó thì đi khám đi em. Cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường. Đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản. Không, dạ, không còn việc... nữa, em muốn mong muốn thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm, rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác đó. Cái đó, tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai không gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi. Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại đặng cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ, giải quyết hết vấn đề anh. Thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi bây kết giờ, thúc thì không, đó bây giờ để anh Minh Trúc phải không? Anh Minh Trúc là trước khi đó chị dặn nè. Dạ. Bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng không? Dạ. Coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 năm đúng không? Đó, được 1.5 năm. Sau đây ví dụ mà anh Minh á chúc mà hai đứa có bầu. Dạ. Ha. Đó, bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng. Nghe, nhớ nghe, nhớ nghe. Rồi, cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á, là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính, trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi. Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu, mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Dạ. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Thì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Nhớ nha, đó dặn dò trước vậy đó. Đó rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà cho em bé khỏe tốt, mẹ tròn con vuông đúng không? Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Nó không phải nguy hiểm cho cái người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Thí dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được, đúng chưa? Rồi chúng ta có thể nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi mà sau này thỏa thuận với nhau không cần phải đi đâu chứ, chỉ cần nói với nhau chúng ta cần im lặng thế thôi, đừng ai nói tới ai cả. Đó là một cái giải pháp tốt đúng không? Đừng đi em à, nghe. Rồi thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nghe. Rồi, năm nay ha, cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ, em cảm một ơn. 1.5 năm rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nha, xuống đi, được rồi, đừng có tránh nữa nha. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai... đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn hai đứa. Dạ, dạ. Em có một ý là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Rồi. Hay quá. Đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi. Vậy đi nhỉ. Vợ ông hơi ngạc nhiên đó, cô Tiên cũng ngạc nhiên đó. Nhưng mà thành gác đi. Đừng quá lo lắng cho anh, khi mắt của anh còn thấy. Đừng sợ thiên hạ bắt nạt, khi vẫn còn anh ở đây. Sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen. Nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời, kiếp người có trải ý trời. Anh chỉ lo một ngày nào đó, điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan, không xây nổi cho em nhà lầu. Tương lai sự nghiệp tiêu tan, không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu. Lo không biết khi nào em nói, anh ơi, em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chuyện có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai. Đừng lo. Hay quá. Hay quá, ôm chồng cái đi nào. Ôi ôi.
chưa có nhận còn kia nữa. Kia trời kia ơi, bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của Ráp, còn bây giờ là lời của mình nghe. Thành đâu, Ráp đó là Thành tự viết đó đúng không? Dạ không, không cũng cái bài Ráp à, một cái bài Ráp rồi và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha một giây phút hạnh phúc của vợ chồng Thành Tiên. Trời ơi cưng quá. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Đấy, nào, tháng sau có bầu dính luôn. Ôi. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Rồi, em có muốn nói gì không? Hả Tiên? Có muốn nói gì không Tiên? Dạ em xúc động không nói gì hết. Em xúc động không nói gì nổi luôn đúng không? Dạ. Mà thấy yêu chồng không? Dạ có. Yêu quá trời yêu đúng không? Dạ. Thôi, anh nghĩ là giọt nước mắt này là một giọt nước mắt rất là hạnh giá trị phúc. Giọt nước mắt hạnh phúc trong chương trình Vợ Chồng Son. Và xin xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi.